Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nhóm chúng tôi xin gửi đến các bạn một bản đặt hàng mang tên Đại Gia Đình với các thành viên như sau: mình Phạm trong vai ông bố Khoa Tính, mình Thu Hà trong vai má Xịt Tin, mình trong vai Dưỡng Ba Hiếu Sờ, mình Trâm trong vai cô Ba Nguyên Chuyển, Quang trong vai Ba Đi, mình Thảo trong vai Giờ Đất Xanh, Thảo trong vai Anh Có Xe Đẹp Trai, mình Phương Anh trong vai Bé Út Nhỏ Nhẽo. Bây giờ con chị xin được phép vất vả thì hôm nay hẹn con sẽ lấy bằng rồi. Trời ơi, mình lép mình ơi, không phải có thai
khó quá. Bà sướng bà mới có cái gió chữa đi cho em, bà khổ. Không có cái này. Đấy, cái bụng nó lúc hết chung nghiêng ngay rồi. Mày có không? Làm gì đây hả? Làm gì có, bánh tay ăn nghe. Út có thai. Út, con có thai không? Sao vậy con? Sao mà nào giỏi quá vậy con? Chết rồi, chết rồi, thôi rồi rồi. Thôi rồi, bác mày biết là chết đó. Đạo đầu cả nhà luôn đó. Thôi bây giờ để hai đứa tính được không? Thôi thôi bây giờ tất cả bình tĩnh. Bây giờ trong nhà này mình tôi là sáng nhất rồi đó. Rồi bây giờ nè, bây giờ nghe tôi nói. Bây giờ đi ra ngoài mở con tâm chút thở tôi với lại một mớ tóc giả đem về đây. Ủa làm gì vậy? Thì bây giờ ông đánh mình thì lấy con tâm đỏ mình xích. Còn ông cạo đầu mình đổi tóc giả lên. Nói chung là bây giờ cái thai này từ từ nó mới lớn. Do đó là bây giờ mình phải biết mình tính đi. Bạn thời thôi nha. Rồi. Rồi sao? Rồi sao chị nhiều chị? Chưa biết nữa con ơi. Chưa biết được chưa có khám nữa. Thì cái nhà đang ngồi bàn tính nè con. Thì cái nhà đang tìm phương cách nè. Gia đình chị có hút ghê nha, đẻ con toàn chướng khí không nè à. Nào là hả, một mộng du nè, chữa hoang nè, 3D nè. Đấy, còn cái vô tao ơi. Đấy xìu à. Trời, mày thảo đó mày. Mày tầm tạ làm gì, đi đóng tiền tầm tạ làm gì, bây giờ mày nói xìu. Trời ơi. Trời ơi, ở đây phụ dưỡng coi. Phụ dưỡng coi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tóc ốc là cái gì? Nói tới bụng, nói tới bụng mà cả nhà có thể băng hủ tiếu mà cả nhà cũng cho đi mua phở thì nó buồn, nó khóc đó anh hai ạ. Đến đi, tao hiểu không? Tóc bụng mua gì ăn cái đó, tại sao phải khóc? Nói chung là em mang hủ tiếu mà bây giờ cái nhà mua phở thì nó không có hủ tiếu ăn thì nó khóc cái gì? Mang phở ra, nhắm mộng cho nó ăn. Còn ăn mắc cười quá, người ta có chữa tao thèm cái gì thì cái gì? Trời ơi, trời ơi, nay đâu đâu tại cho em biết nó không được để nó gây ra sự cố như vậy nhà nào. Mình có đánh nó giết thì giết một mình đi thôi. Trời ơi! Có bút? Khoan chú xin nhớ cô ba. Cô làm cái gì đó? Dạ bẩm anh hai, em là dì của cháu mà em không biết dạy cháu. Ông ấy trong cái gia đình mình, anh hai đừng chém, anh hai đừng giết ai hết. Anh hai chém một mình em thôi. Anh hai giết một mình em thôi. Anh hai giết một mình em thôi. Hồng Mai đi ngủ, thế thôi nhá. Ba, má, dậy con bố hả?